Triều Tiên. Đây là 50 cây em đang đóng gửi cho chị ạ. Hôm nay là hẹn sẽ đi đúng giờ ạ. Thì thùng này là 50 cây nha chị. Em đã quấn băng keo gốc rất là kỹ và truyền dây. Truyền dây ở dưới cái thùng rất là kỹ ạ, để cho khi mà vận chuyển nó không có nhúc nhích, nó sẽ không có bị lung lay cái gốc ạ. Giờ đây phía bên đây em đã truyền hết rồi. Dây chị Kiều Tiên rất là nhiều ạ. À, ngày mai hàng sẽ đến ạ. À, chúc chị sức khỏe.